Hôm nay em giới thiệu đến các bác 4 mã loa. Trong này có một đôi loa karaoke dòng JBL từ Neo. Thì đôi dòng riêng dòng JBL này thì em thời gian qua trong hơn 1 tháng gần 2 tháng vừa qua thì giới thiệu nhiều clip cho các bác rồi. Nhưng nó về được tiếp thì lại có một đôi này lại giới thiệu cho các bác. Có một số bác hôm trước hỏi thì hết rồi. Hôm nay lại về được đôi nữa. Giới thiệu cho các bác bốn mã loa này. Thì báo cáo các bác là trước khi vào giới thiệu thì cũng cho em xin có lời vừa gửi vừa nhắn. Nhắn tất cả các bác nào đã đặt hàng hoặc đã đặt cọc hoặc là lấy hàng mà gửi hàng chưa liên hệ được với em hoặc không lấy hàng nữa mà muốn nhận lại tiền cọc thì các bác điện, nếu điện không gặp được thì các bác nhắn tin giúp em ạ. Vì một ngày nó rất nhiều cuộc gọi nó chồng chéo lên nhau, không nghe hết được. Hoặc các bác lại gọi vào những cái giờ em bận vô tình thế. Nên có gì bác nào không liên lạc được thì hãy nhắn tin vào giúp em để em chủ động cho nhân viên hoặc anh em nó hoàn lại tiền nếu bác không lấy hàng nữa. Hoặc bác nào có muốn lấy nữa mà đặt lâu rồi thì nhắn tin là đặt cọc. Bởi vì là tất cả cái nội dung các bác đặt cọc nó đều có ở trên máy nó lưu hết chứ không lo. Trên máy mềm, nhưng cái đấy bác yên tâm. Còn sau đây thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác 4 mã loa. Và ngoài ra thì em vừa nhắc các bác là gọi lại giúp em thì cũng rất mong các bác đóng góp ủng hộ hoặc là hướng dẫn em, hướng dẫn nên test như này, nên giới thiệu như thế này cho nó hợp lý. Và em rất mong và rất cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn ngoài ra thì cũng có một số phần tử, phải nói là phần tử, thì kênh nào cũng thế thôi, làm dâu trăm họ làm sao mà hết được các bác. Các bác làm dâu một nhà các bác đã thấy loạn hết nhà lên rồi, chứ một họ đã thấy khốn khổ khốn nạn trên đây trăm họ. Nên là em cũng không thể chiều hết được theo ý các bác cũng thông cảm. Các bác yêu cầu em có những cái gì em có thể đáp ứng được thì trong khả năng em làm. Còn yêu cầu đến những cái nó quá cao hoặc nó khắt khe quá, hoặc là cảm giác như kiểu là chưa đặt, chưa làm gì với nhau nhưng cứ đầy loạn nhau thì cái đấy các bác thông cảm. Bác nào lấy được hàng thoải mái nhiệt tình thì là cọc, không thì thôi. Chứ bên em cũng vậy thôi. Bán hàng bây giờ nó văn minh rồi, giá công khai, hàng hóa bao ok hết cho các bác. Chứ nên là các bác cũng cứ xem xét cho kỹ. Tất cả mọi mặt hàng em giới thiệu trên đây có mã, có tên, có tuổi, có giá. Đấy, các bác nào lấy được thì liên hệ giúp em. Đấy. Sau đây mời các bác đến với lại đôi loa đầu tiên. Em vẫn giới thiệu như mọi ngày, báo giá trước, sau đó quay lại giới thiệu chi tiết từng đôi để cho các bác biết giá cho nó nhanh. Đôi loa đầu tiên đó là đôi loa Pase. Đôi loa này đến từ nước Mỹ. Đôi loa này đặc biệt, em nó có loa súp bên hông, loa súp bass 25 bên hông. Con này súp độc lập. Bình thường quý vị có thể dùng nguyên con loa này làm cục súp trầm được. Tại sao? Nó đây là nó có con bass này là bass đánh giải trầm, chuyên giải trầm rồi. Thì đây, nó súp trầm độc lập. Thôi, chút nữa em giới thiệu sau. Đôi này có mức giá là 10,8 triệu, loa Mỹ, loa đến từ nước Mỹ, lưới quay. Sang đến đôi tiếp theo đó là đôi loa Clip. Con này thì em nó được thiết kế thêm một con bass cộng hưởng phía sau, khá là to, to vật vã. Bass 30 cộng hưởng phía sau. Cái dòng loa cộng hưởng này các bác cứ nghiên cứu kỹ nhé. Họ không thừa loa, họ không thừa giấy mà họ đặt con loa này thêm đâu. Cộng hưởng nó có tác dụng của loa cộng hưởng đấy. Đấy, con Clip. Con Clip KG4. Con này có mức giá, xem nào. Nó có mức giá rồi mà. Anh em nhân viên lại ghi lại. Nó để vào cái chỗ báo giá rồi. Các bác đợi em chút nhé. Để em nhấc nó ra. Giá cho dễ. Con Clip này. Nó đã ghi giá đâu đây rồi. Con Clip này có mức giá là 10,9 triệu ở bên hông. 10,9 triệu. Con này có mức giá là 10,9 triệu. Dòng Clip quá nổi tiếng rồi. 10,9 triệu. Sang đến bên này. Đó là đôi loa Status. Status con này có mức giá 4,5 triệu. 4,5 triệu ạ. Con Status này 4,5 triệu. Ê căng còn rất là đẹp. Để em bóc nút ê căng ra cho các bác. Đây. Bóc nút ê căng cho các bác. Con này được thiết kế với hai loa vỏ màu đỏ bóc đô, giới thiệu chi tiết sau. Con Status này có mức giá 4,5 triệu. Và sang đến đây, đó là đôi loa JBL
À, con JBL này được thiết kế với 1 bát 30, một tép còi. 1 bát 30, một tép còi, hàng đẹp mỹ mãn. À, dòng JBL này các bác hát karaoke gia đình thì khỏi phải nghĩ rồi. Karaoke cũng hay mà nghe nhạc cũng hay, bởi vì nó là dòng từ neo. Từ neo ạ. Từ neo. À, con JBL này model của nó là KP6012. À, KP6012, hàng made in China. Báo cáo các bác là phải là made in China nhé. Còn made in USA thì bác đừng mua đôi này. Made in Japan đừng có mua đôi này. Vì đôi này nó chỉ sản xuất tại China. Nhà máy đặt ở đấy nó chỉ có made in China thôi. Made in USA là hàng giả. Made in Japan cũng là hàng giả. Phải made in China. Đấy. Mức giá của em nó có mức giá là 8.200.000. 8.200.000. À, quay lại giới thiệu chi tiết cho các bác đây. Audio loa pha xê. Audio loa pha xê này, dòng loa pha xê thì là chắc chắn là loa Mỹ rồi, 100% rồi. À, con này phía trước được thiết kế với lại một tép dom. Sở trường là tép dom rồi. À, một con chung. Con chung gân vải, màng gân cao su, màng giấy. Con này rất là nặng. À, lưới xung là nó làm bằng lưới quây. Lưới quây đây. Loa pha xê. Còn đây là băng dính này, băng dính dán bọc về đấy. À, đôi loa pha xê Techno à? Techno gì đấy, pha xê. Nó là nó còn quá đẹp. Đẹp hết. À, con loa pha xê này là lưới quây kéo lên. Chết rồi, còn một cái tấm trên này, nó còn một cái tấm gỗ vuông như này, sơn bóng, sơn mài bóng luôn. Khi mình kéo kéo cái tấm vải để dán vào các mép này này, thì sau đó mới úp cái tấm kia lên để nó khóa. Tấm còn một tấm gỗ vuông trên này sơn mài nữa các bác nhé. À, mức giá 10.800.000. Cái đặc biệt là em đang giới thiệu với quý vị là con này nó có thể làm con loa súp độc lập cho các bác. Tại sao? Thì đây, chính con bát này là gọi là con súp trầm bát 25 đi. Đây, súp này là súp bơ trầm bát 25. Đây này, nó công suất của nó nằm đây ạ. Nó không khác gì một con trầm luôn. Không khác gì một con trầm. À, bình thường bây giờ quý vị mua một con súp trầm, không tính loa nhé, đây nó làm việc được cả loa cả trầm cơ. Bác mua nguyên con súp trầm của Mỹ bát 25 thì em nói thật, bác mà mua được giá bèo nhất thì cũng phải có 3.500.000-4.000.000 trở lên. Đây một con súp. Vậy mà hai con loa này nó có làm được thành hai con súp. Ngoài loa ra thì nó có thể đứng cương vị hoạt động súp độc lập. Nó làm súp độc lập. Tại sao em lại nói là súp độc lập? Thì các bác nhìn đây. Đây nó có đường cấp tín hiệu vào. Để em quay ra một chút, nó hơi tối. Đây. Đấy bác nhìn chưa? Nó có đường line này. Đường line, bác nhìn thấy đường line đây chưa? Cái đường line này này là các bác có thể cấp tín hiệu thẳng trực tiếp vào đây để riêng con bát này đánh, riêng con súp này đánh giải trầm. Còn đây là cái volume vặn to nhỏ cho cái con trầm này. Nó là loa nhưng mà em đang giới thiệu về trầm đã. Đấy. Còn nếu nghe ca, nếu mà nghe nhạc của con này thì các bác phải cắm từ âm ly vào đây. Âm ly về đây. Đấy, thì khi đó, nhưng mà nhớ nhá, phải cấp điện. Con này nó yêu cầu phải có điện thì nó mới hoạt động con súp trầm này. Con này nó chạy điện là 120V. Đây, 120V. Đấy, hàng Mỹ thì chắc chắn là điện 120V rồi. Quý vị chỉ cần một con âm ly công suất vừa thôi, Pioneer công suất vừa thôi. Riêng pha xê các bác cứ đánh Pioneer cho em, công suất vừa thôi. Bởi vì tại sao lại em bảo công suất vừa? Bởi vì con Pioneer công suất vừa nó chỉ đánh cho con hai con loa chung và loa tép thôi. Còn riêng con này thì nó đã được con này làm việc rồi, hỗ trợ rồi. Không cần công suất cao. Đánh rất là hay. Đây là con pha xê Techwe hay Techwe gì để đọc, em không đọc từ tiếng Anh, các bác đọc hộ em. 10. Còn hàng thì made in USA 100% đây rồi. Không nói nữa. Các bác, em vừa giới thiệu nguyên hai con súp trầm này. Các bác mua rời độc lập một con súp này có rẻ bèo loa Mỹ thì nó cũng phải có 3.500.000 trở lên. Đấy là rẻ nhất, 3.500.000. Mà đây lại còn hai con súp thì thành 6-7 triệu rồi. Chưa tính nó lại làm nhiệm vụ một đôi loa cây. Đấy. Đấy, các bác cứ tính, bây giờ tính phải tính kiểu nông thôn, nông dân, tính trẻ hoe cho nó rõ ra thì nó mới ra được việc. Chứ bây giờ mà cứ tính kiểu kia thì nó không thể ra được việc. Đấy. Thế bây giờ với 10.800.000, nó vừa làm loa nghe nhạc, nó vừa làm loa súp trầm cho các bác, thì các bác cứ tính hộ em nhé, hộ em. Còn sau đây em sẽ giới thiệu về kích thước. Lỗ thông hơi con này nằm phía sau. Nhưng cái con này thì lại không lo là đẩy hết vào tường. Bởi vì quý vị có đẩy hết vào tường thì cái lưới tản nhiệt này, cái phần tản nhiệt này nó cũng chống vào tường, nên không bao giờ bịt được cái lỗ thông hơi này lại. Nên cũng không lo, con này đặt sát tường thoải mái. Vì nó còn lửa tản nhiệt này nó đỡ vào tường.
Con bên đây cũng vậy, giống hệt luôn. Hai con này súp trầm độc lập, bắt buộc phải cấp điện nhé, bắt buộc phải cắm điện 120V cho nó. Đây, được chưa? Nhớ công tắc đây nhé, công tắc nguồn và volume to nhỏ. Cái chất của nó là nó có cổng line này, line súp độc lập này. Cái cổng này này quý vị chỉ cần cắm điện thoại vào đây là cái bát này nó đánh ầm ầm rồi. Cả con bên kia cũng vậy. Đấy, được chưa? À, về cái kích thước chiều ngang, chiều sâu của nó 30. Kích thước chiều ngang của nó 19. Còn kích thước chiều cao thì nó còn mất một cái nắp. Cái nắp không phải là mất, mà cái nắp em để cái em chưa báo lại nói lỡ mồm. Còn một cái nắp ở đây nữa. Cái nắp nó cao tầm phân rưỡi 2 phân. Thì đây em đo này, 1 này, 2, 3, 4, 5. Con này có kích thước cao khoảng 1m đến 1m02, 1m02. Đấy. Con này mà các bác chơi mà bỏ quên thì cũng chả biết gì. Quay sang với lại đôi loa Calip. Con Calip này, ngoài cái thiết kế cho hai con bát phía trước, quý vị nhìn chú ý hộ em nhé, bát 20, nhưng mà nó lại là gân lõm đấy, gân cao su gân lõm, nên là chất bát của nó cho chất lực bát rất là tốt. Hai con này đánh bát khá là tốt rồi. Ngoài ra nó lại một con tép kèn 25 nữa, tép kèn. Không như vậy, nó lại nhà sản xuất nó lại thiết kế thêm cho các bác một con bát cộng hưởng để xử lý cái dải trầm phía sau. Con bát cộng hưởng này nó hoạt động nhờ hai con kia, nó hoạt động nhờ cái lực, cái độ rung đàn hồi của con hai con bát thật, nó là loa cộng hưởng. Nhưng mà riêng loa cộng hưởng này thì nó làm cái nhiệm vụ đúng với cái tên của nó là cộng hưởng âm thanh. Quý vị ạ, nó cộng hưởng âm thanh, mà những con bát cộng hưởng này nó là bát giả, những cái chất âm của nó đưa ra phải nói luôn là hầu như là không có đôi tai nào mà nghe bát cộng hưởng mà chê thì em bó tay, bởi vì nó mềm mại mà. Nó mềm mại, nó êm ái, nó sâu lắng, nó nhẹ nhàng. Đấy, nó thích hợp cho các bác nghe những dòng giải nhạc nhẹ nhàng. Riêng đôi Calip này, báo cáo các bác là không thích hợp cho nhạc bốc, nhạc mạnh. Nhạc bốc, nhạc nhanh. Nhá, nhạc nhanh. Thật ra là nghe nó vẫn được thôi, nhưng mà nó không thích hợp. Nó chỉ thích hợp cho dòng nhạc nhẹ nhàng, cổ điển, guitar, đồng quê, rồi nhạc đầu cối, nhạc cổ, nhạc đĩa than, vân vân. Con này thì chấm hết. Đấy là nhạc đây, nó thêm con bát loa cộng hưởng phía sau. Nhá. Đấy. Còn về tên của nó thì đây. Con Calip KG4. Đấy. Đây vẫn còn chữ ký của bên sản xuất. Đấy. Đấy, còn tên của nó đây ạ. Calip KG4. Còn bát cộng hưởng bát 30 phía sau. Đây. Với mức giá 10.900.000, báo cáo quý vị, nó đem lại cái chất âm, cái này nó cho chất âm tuyệt vời lắm. Riêng con này bát cộng hưởng phía sau thì bắt buộc quý vị phải đặt cách tường khoảng 10cm nhé, nhớ khoảng 10cm để tránh cái chất âm bát nó dội thẳng vào tường, nó hất đấy, nó lệch càng tốt. Con này có kích thước chiều ngang khoảng 39cm chiều ngang. Chiều sâu nó, ê căng của nó đầy đủ đây, em để nguyên ê căng một con này. Chiều sâu của con này, chiều sâu khoảng 26 đến 28. Và chiều cao xem nào, 1 này, 2, 3. Chiều cao 3, 70 phân. Chiều cao khoảng 68 đến 70cm. Chiều sâu 68 đến 70cm. Mức giá 10.900.000 ạ. Quay sang đến đây, đó là đôi loa Status. Quay lại từ từ, chưa nhìn thấy tên, cứ đọc kiểu nó giống logo đấy. Đúng rồi, đây là đôi loa Status. Con Status SIM120. Con này công suất của nó khá lớn, 150W. Với thiết kế gọn gàng, đẹp. Với thiết kế gọn, rất gọn và đẹp. Mà lại hai bát, một tép đom phía giữa. Con này đánh B-Way được hai cầu. Chưa, đánh B-Way được. Công suất không đơn giản, 150W. Và cái đặc biệt hơn nữa là quý vị chú ý này, cái giải ôm của con này đánh từ 4 đến 8 ohm. Quý vị nào có âm ly đấy, 4 ohm đánh từ 4 ohm. Đánh được âm ly có trở kháng từ 4 ohm, đánh 4 ohm thì con bát nó lên tốt lắm. Đa số là tất cả quý vị cứ để ý nhé, cái dòng loa súp ấy, con loa súp, đa số nó trở kháng của súp nó chỉ có 4 ohm thôi, nên là chất bát nó mềm lắm. Loa có trở kháng 4 ohm nó hơi khó tìm âm ly, nhưng mà đã ghép âm ly hợp rồi thì chất bát của nó không thể chê được với dòng loa có trở kháng từ 4 ohm.
nhưng con này lại từ 4 đến 8 ôm, tóm lại đánh được cả hai. À, chú ý con này là có lỗ thông hơi phía sau nên quý vị đừng áp loa vào tường, nó bị mất lỗ hơi. Còn quay lại với cái mức giá của nó thì phải nói luôn là mức giá bèo rồi, 4,5 triệu đôi loa này, vỏ màu đỏ bóc đô, một màu rất sang trọng đẹp, e căng đầy đủ, được chưa? Đấy, e căng đầy đủ. À, loa màng giấy gân cao su tép đom, được chưa? 4,5 triệu đôi loa này, tổng công suất 300W. À, về chiều ngang, à, chiều ngang thì có kích thước là 22cm chiều ngang, à, chiều sâu nó khoảng độ 24 đến 25cm, đây 24-25cm. Hoặc có chiều cao đây, chiều cao 1 này, 2, chiều cao 50 ạ, chiều cao 50cm một thùng loa, chiều 1 chiều cao lý tưởng, rất thuận tiện cho quý vị đặt ở các kệ tivi gọn nhẹ, nhưng chất âm thì chất thì không thể chê được hình thức nữa. À, quay sang đến đây, đó là đôi loa JBL, dòng này là dòng, quý vị chú ý là dòng từ neo nhé, từ neo nó độ nhạy nó rất là tốt, nó không nhất thiết phải cần đánh bằng đẩy âm ly.